khi mà bóc cái thảm ra thì cái hộp thảm nó sẽ như thế này, và cái túi khi mà mình rút ra khỏi nó sẽ này. Đây là cái thư cảm ơn và của hãng luôn ấy. Ok, và khi mà mình bỏ cái thảm ra nó sẽ có một cái túi như này luôn các tình yêu nhé, cái túi dù rất là chắc chắn luôn và có tem mác của Louis Vuitton luôn đây ạ, mọi người có thể nhìn qua nhé, zoom gần được không ạ, mình rất là thực tế luôn. Đây móc cái khóa của nó cũng rất là xịn bằng bạc inox trắng luôn nhé, rất là chắc chắn luôn. Đây là cái túi, đây là Ngân đang quay túi cho mọi người, sau đó mọi người sẽ bỏ cái túi ra nó. Khi mà cái túi nó xịn và chắc chắn thì mình nghe cái tiếng khóa rồi, và khi bóc ra thì chúng ta lại sẽ có một cái lớp niêm phong như thế này, lớp niêm phong một cái bóng như thế này, sau đó chúng ta sẽ tháo cái mắt thảm này ra, ok, bỏ cái bóng này ra, nó bọc rất là lớn, trong cái lớp cái bóng này lại có một lớp cái bóng nữa. Đó, một cái thảm bọc rất là đẹp và chắc chắn luôn cho mọi người. Đó là gì? Được chưa? Đây lại thêm một lớp tủy bóng nữa. Đó, nhìn này. Được chưa? Bọc rất là chắc chắn luôn. Và trong cái lớp tủy bóng này thì lại là một lớp chống ẩm cho mọi người nhé. Đó, một lớp tủy bóng bọc như này nữa. Khi mà các chị nhận cái thảm nó sẽ lên như thế này các chị nhé. Và đây là cái lớp này là lớp gì các chị biết không ạ? Chống ẩm. Và chúng ta đã bóc được chiếc thảm mới nhất của 2023. Bây giờ quay sát lại cái mặt thảm này để cho các chị nhìn cái chất thảm cao su vân này. Các chị có thấy không, cái này nó lại sẽ làm để em nó nhám ý. Nó cạn dặn như kiểu cao su nó có cái mặt nhám ở phía trên thì cảm giác cho mình khi mà mình bám tay mà nó không trơn, nó dính lắm. Đây này em bám nó dính lắm luôn. Và đây là mặt sau của sản phẩm nha. Mặt sau của sản phẩm các chị nhìn rõ chưa? Đó, khi mà quy trình các chị đã có cái nào, sau đó các chị bóc ra dùng thôi, trải ra. Wow, được chưa? Em bóc luôn để cho các chị nhìn luôn cho nó phê luôn. Nào, nhờ cậu quay sát cái bề mặt thảm những cái họa tiết cầu vòng của sản phẩm luôn mọi người. Cao su nhám nhá các chị ạ. Khi mà em cầm lên em còn cảm thấy nó dính cả vào tay luôn, có nghĩa là nó ma sát đến cái mức mà em nó cảm giác như kiểu là có keo dính vào thảm. Không nói như vậy thì nó hơi lố một chút nhưng mà em cảm giác đúng như thế luôn. Đây các chị nhìn cái đường họa tiết thảm nhá. Cái thảm trải ra nó phẳng phiu như thế này luôn mọi em Ngân nha. Trông nó xịn thò không chim, trông nó muốn tập chưa hả các chị ơi? Đó, được chưa? Đây là người thật việc thật luôn nhá, chứ không ảo nhá mọi người nha. Đây phía sau như này thì mặt sàn gỗ và sàn đá hoa hay sàn gì thì nó cũng đều bám nhá các chị nhá. Sàn gỗ càng bám, được chưa? Đó, đẹp quá.